Đại khái là nhà đã có nóc rồi nhá mọi người nhá. Nhưng mà nóc nhà này thì không được như nóc nhà khác. Nhưng mà nó che xương tạm được rồi mọi người ạ. Đấy, có gọi là nhà có nóc. Đấy. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thiết kế khu vui chơi giải trí nhá mọi người nhá. Tại sao mọi người biết tại sao lại có chiếc Ducati Z bao nhiêu đây? C300. C300. Con mẹt C300 này ở đây không? Là để mình thiết kế một trò chơi gọi là dân gian, dân dã. Trò chơi này mang tên gọi là xe đạp chống ngược. Xe đu. Xe đu. Sude xe đu. Đấy. Mình sẽ bắt đầu ngồi lên xe này và đi theo cái cành cây này đi ra ngoài bờ vực. Mọi người tin không? Mọi người tin không? Không tin đúng không? Chắc chắn là không tin rồi, bố nào đi được. Đấy. Đại khái là mình sẽ thiết kế một chiếc xích đu bằng xe đạp nhé mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu buộc chiếc xe này vào để mình thả xuống dưới kia. Nào. Phải làm rất cẩn thận, không có là ngã. Bác này dám đua không? Dám đua không? Em không chơi. Ai à, xong rồi. Chưa xong. Đây đại khái là nó sẽ như thế này nhá. Nào bác đệ ngồi lên này. Không. Anh cho mày đu. Em chịu ấy. Em không chơi món này. Đấy. Em không nghiện. Sẽ như thế này nhá mọi người nhá. Vỡ mồm lúc nào không biết. Đấy, xong mình sẽ ngồi lên. Đấy, bây giờ sẽ ra thiết kế chỗ để vui chơi giải trí đã. Máu đệ sao anh không làm cái cầu ván trong anh em mình đi xe quá xước xước này một sao này không sao sao rồi tí nó cho em cái này ấy đừng đừng bục bò mày còn bò nữa đâu mà bò cái mình sẽ buộc ở đây và cho cái xe xuống nha tí nữa mình đu từ đằng đấy đu xuống. Hiện tại là Monica đang chế tạo gọi là cô máy phi thuyền siêu đẳng cấp rồi kìa. Này, cẩn thận kéo lại treo anh lơ lửng như thế em không dỡ được đâu. Đại khái là nó sẽ như thế này. Ai à, xuống thật à? Từ từ, bây giờ phải test xem là đến nước ở chỗ nào nữa. Được không? Ừ, hiểm thế. Anh gọi là trò chơi siêu mạo hiểm ấy. Úi giời. Túi đầu đấy anh tổng đít lên trời à. Tí mày từ từ thì tao đang thiết kế nhỉ. Đầu nó phải ngây ngây lên một tí. Đít thì phải thọt thụt cho một tí. Mày cứ không phải yên tâm. Thì bao giờ người ta đi xe bốc đầu chứ có bao giờ người ta đi xe bốc đít đâu mà. Bốc đít thì có chết toi rồi. Chặn nước bắt đầu. Anh phải cho đầu nó lên. Thế làm mình làm dưới dài quá. Kéo nó lên á. Nếu phải cho cái đầu nâng nó lên không có anh tí mon nữa. Ok, kéo lên. Mình đã chuẩn bị xong cái trò chơi của mình rồi. Nhưng mà mày giữ được không? Đấy nhá. Lúc nào mà đấy thì mày tháo cái mấu ở đây nhá. Okay. Mọi người thấy quả dây này có chắc cú tí nào không? Đấy, mình sẽ bắt đầu thử. À, nhưng mà không lên được. Cao sao? Anh cứ lên ngựa đi. Còn đâu để em lo. Từ từ, thì tao lại phải thiết kế một cái dây là không. Đu xuống thì mới lên được, hiểu không? Hiểu không? Đu từ cành này xuống á? Đu từ cành này để tao xuống, tao mới xuống được. Ok. Nào, từ tao lấy dây đây. Anh cần gì phải lấy dây, anh lên để vắt cái dây trắng xuống là đu xuống được. Dây trắng không chơi được. Nào, anh phải luồn vào giữa anh ấy. Từ từ, để tao xuống. Nào, con tao lên. Ôi, nào. Đấy, tao phải ngồi được vào xe nhá. Vâng. Anh yên tâm đi, em buộc vào mấu kia rồi, không chơi đâu. Đâu?
Đi ra từ từ. Đó, phải luồn đi ra đi ra trước. Cẩn thận nhé. Đây là. Vào. Luồn tay anh vào. Rồi. Từ từ. Mỏi lắm. Từ 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 từ. Ui. Được chưa? Chưa được. Chưa được, chưa được đâu nhá. Chưa được. Chưa được. Chưa được. Ok. Chưa được đâu, chưa được đâu. Cái này phải. Ôi ôi. Tao nghe hơi. Hơi cái gì đấy rồi đấy. Tao nói trông chanh như này. À. Đi ông tí lại anh bố mày dậy đằng trước này. Từ. Từ từ nhá. Ok. Từ từ thả bố gọi nhá. Ôi. Không được. Bạn ơi, từ từ đã. À, tại vì nó hơi hơi bị trông chênh. Nếu mà như thế nào thì... nó chắc tuột mẫu ơi rồi. Từ từ. Chưa. Sao nó trông chênh thế nhỉ? Trông chênh gì? Anh ngồi im vào. Anh chui lọt qua cái kia chưa? Chưa. Bây giờ chui lọt thì nó lại. Đấy, phải thế. À, một. Cho đi chắc lại. Chắc chắn. Một, hai, ba, bốn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Được ôi lạnh quá. Không chơi được cái trò. Mình không ngã đâu. Ôi giời. Giời. Em bảo không cả tí rồi đấy mà anh lười em định thử à? Mình tiết à? Rơi kéo tao lên. Rồi. Ôi. Quả tròn này. Cười. Quả tròn. Quả này không chơi được nha mọi người nhá. Khả năng là mình phải thiết kế lại quả khác thôi. Anh phải chế tạo cái máy lướt ván ở trên nước này. Ui, lúc cả tay. Cái lúc mà nó gì nhỉ? Nó lộ rồi phát. Ui, nó nghiêng rồi, cảm giác nó nghiêng rồi, lượng rồi. Không phải, nó không tuột cái này thì mình không rơi xuống đâu. Này, mình sẽ bò lên. Này, cái gì đằng nào rơi được nhé. Không rơi được. Thì mình sẽ bò lên đằng dây. Rồi. Tiết lại phát được không? Nào, cắm vào. Nhưng mà không được, cắm này thì đằng nào anh chẳng ướt rồi. Được. À, làm lại một quả. Nhớ đâu thành công. Được. Nếu mà không có cái dây kia thì anh rơi vỡ mồm rồi. Nhưng mà tại vì nó lộn vộc, tao đang đạp rồi. Thế anh nhắm ở bên trên rồi này, buộc cầm cái dây nữa. Cầm hơi lại từ từ. Không được, phải thiết kế lại chứ. Bây giờ thế này thì lái thế nào được? Xuống đấy cái nó lại tọt nó. Anh phải hàn bố lăng anh ngồi tung đít này. Hả? Thôi được. À, từ từ tháo dây ra xem nào. Mình vẫn đang run. Không phải run mà vì run vì sợ mà run vì rét. Quả này là phải đun nước tắm rồi. Rồi. Đấy, ý định ban đầu của mình ấy là sẽ làm một cái xích đu sẽ đạp ấy, là sẽ đạp thế này. Đấy. Đấy, đu thế. Xong rồi mình test thử cho nó ok thì sẽ mời Mao Đệ chơi. Thế nhưng mà... Thế mà lúc này anh định gại em tiếc. Hả? Anh gại em tiếc. Thế nhưng mà
Tại vì cái đồ nghề của anh em mình nó hơi chán này. Quá nhom nhèm. Nhom nhèm quá. Thế nên là không thực hiện được. Thế nên bây giờ mình sẽ thôi để cái đồ chơi này ở đây. Đi mình thiết kế thêm đồ. Về sẽ thiết kế thêm đồ để làm khu vui chơi giải trí nha mọi người nhá. Bộ cái ao này thành cái ao khu vui chơi giải trí đỉnh nhất làng Hồ Sống luôn. Đỉnh nhất Ba Vì luôn. Ba Vì. Đấy. Thôi clip này mình tạm thời dừng lại ở đây đây. Hơi lỗi kỹ thuật một tí. Mọi người không được học theo anh em mình nhá, mình chỉ muốn là tạo một cái khu vui chơi nó ok thôi. Mấy thế anh nên em mình phải test trước. Ấy, không được học theo. Đấy, xin chào tất cả mọi người nhá. Nếu bye bye tất cả mọi người nhá. Thấy anh em mình hay nhớ để lại anh em mình một like một share. Đừng có ai mà nghịch ngu giống kiểu bác đại ca đâu mọi người chứ. Nghịch ngu tao. Chẳng ngu. Này, bao giờ cũng thế, mọi người biết không, khi thiết kế một cái gì, khi chế tạo một cái gì thì người ta phải thất bại trước xong mới thành công được. Thằng nào thành công luôn. Nhà bác học Edison đã trước khi chế tạo ra được bóng đèn sữa đốt thì đã gọi là thất bại hàng nghìn lần rồi thì mới ra được cái bóng đèn đấy mọi người ạ. Thế nên là lần này mình thất bại, lần sau mình sẽ làm lại. Đấy. Thôi, còn bây giờ phải đi giải quyết đống quần áo đi. Dẹt quá, chào tất cả mọi người nhé.